Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đi kiểm tra mô hình trồng dưa hấu tại xã Nậm Ban, nhận thấy xã Nậm Ban có chất đất phù hợp trồng nhiều loại hoa màu vụ xuân hè. Để tạo nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc hỗ trợ 100 triệu đồng cho 10 hộ dân thực hiện dự án hỗ trợ mô hình trồng dưa hấu. Đầu tháng 2 năm 2023, ngay khi nhận được giống dưa hấu, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Ban đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống hướng dẫn người dân tiến hành trồng 2 hectare dưa hấu tại thôn Vị Ke theo kỹ thuật chuyên môn. Sau gần 2 tháng trồng, cây dưa hấu đều sinh trưởng, phát triển tốt, không có sâu bệnh hại. Tuy nhiên, do hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, khiến cây dưa hấu phát triển chậm so với thời gian thông thường. Qua kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đề nghị xã Nậm Ban chỉ đạo hỗ trợ các hộ dân nhanh chóng mua máy bơm về bơm tưới nước thường xuyên để cây phát triển đồng đều, sớm ra hoa kết trái.